Hôm nay đầy đủ nhân viên lành Ban điều hành tỉnh thất quan âm Đã cung thỉnh được Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Giảng Pháp vào mỗi buổi tối sau thời công phu Từ 8 giờ đến 9 giờ tối giờ Việt Nam Với tâm nguyện của đại chúng Đã hết lòng cung thỉnh Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn Đã ban bố những lời pháp nhũ cho tỉnh thất quan âm nói riêng và cho toàn thế giới vào trang web vô lượng thọ ai chấm nói chung với nhân duyên khải thỉnh của đại chúng tỉnh thất quan âm lần này mong rằng pháp duyên này sẽ duy trì mãi thông qua trang web vô lượng thọ usa.com và trực tiếp qua skype bằng mp3 trên toàn thế giới để lợi lạc chúng sanh a di đà phật kính mời quý vị nghe phát lại buổi giảng này dạ, a di đà phật xin mời toàn thể đại chúng chúng ta niệm phật cầu gia bị nam mô bồ ma -a -a sư thinh ca Mau ni phật ca nam mô bồ ma sư thinh ca Mau ni phật ca nam mô bồ ma sư thân ca ma ni phật vô thương thầm mà thâm vi di hô ma ba thiên và kiếp nàng tao ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện dài nhớ lại chân thiền nghiệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật à, kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể chư vị đồng tu hiện diện tại pháp hội niệm phật a di đà Quan âm tịnh thất hiệp an đức trọng lâm đồng việt nam và kính thưa à, à, quý vị liên hữu Uh, hiện diện đang online trực tiếp uh, trên cái app vô lượng thọ trực tuyến tv toàn cầu và vô lượng thọ usa com và trang web vô lượng thọ vn uh, gián nhàn đang phát trực tiếp uh, về tại tỉnh thất quan âm uh, qua đường truyền skype và toàn thế giới đang nhìn thấy đại chúng Thấy Thầy nhận nguyện, Thầy nhận hy, Thầy nhận lạc, Thầy nhận từ Và thấy tất cả các chú và quý Phật tử Ở tại tỉnh thất quan âm Và hôm nay Theo như hôm qua giác nhàn có Chia sẻ nói về Buôn xã Nhìn thấu buôn xã Chấp trì danh hiệu vạn đức hồng danh a di đà phật và từ giờ trở đi à, trong pháp hội giác nhàn sẽ à, chuyên giảng kinh vô lượng thọ à, tuy nhiên à, sẽ có à, điểm xuyến một vài cái ý của tổ ấn quan à, trong ấn quang đại sư dân ngôn lục à, nhưng chủ yếu chính là nói về bộ kinh vô lượng thọ À, ở bên tịnh thất thì có quý thầy, quý chú à, giác nhàn chia cho ba cái đề tài đó là giảng kinh vô lượng thọ à, Rồi ấn quan đại sư gia ngôn lục đó là phương pháp trì niệm và à, trò niệm cho người lúc lâm chung à, Nhưng hôm nay thì à, đối riêng với giác nhàn dĩ nhiên là giảng ba cái đề tài đó vẫn song song với nhau Nhưng mà chủ đạo gốc vẫn là lấy cái bộ kinh vô lượng thọ để giới thiệu cho mọi người Bởi vì... À, đầu tiên giác nhàn lập cái pháp hội niệm phật a di đà lúc đó còn rất là sơ sài một cái mái che và chỉ có năm bảy phật tử thôi tuy nhiên về sau thì pháp hội của mình hình thành đến cái đỉnh điểm đó là 1.200 người Đến bây giờ thì số lượng người bảo hòa và ổn định Thì từ nơi cái lời khai thị của Lão An Sư Thượng Tịnh Hà Không Là Ngài nói tụng một bộ kinh vô lượng thọ 3 năm Bạn sẽ thấy cái kết quả trong cái công đức tụng kinh này Không biết sao gián nhàng có duyên với Hòa Thượng Tịnh Không Khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói là tin liền và chân thật ở một nơi niệm một câu Phật hiệu ba năm gọi là tam nhiên chi tiền dĩ tâm ấm pháp ba năm đầu lấy toàn tâm mình để vào câu Phật hiệu và bộ kinh vô lượng thọ không xen tạp gì khác gọi là tam niên chi tiền dĩ là lấy lấy cái tâm mình ấn vô cái pháp cái pháp đó là câu Phật hiệu và bộ kinh vô lượng thọ và Tam niên chi hậu Pháp tự ấn tâm Ba năm sau Cái tâm mình với bộ kinh vô lượng thọ Kháng khích là một Cái tâm mình với câu Phật hiệu Kháng khích là một và cảnh giới mình bắt đầu thay đổi phước báu công đức và nhân duyên chúng sanh đến với mình gọi là tam niên chi hậu pháp tự ấn tâm và khi mình đắc được à, cái tâm pháp rồi đó thì uh, dĩ nhiên mình không đắc được toàn phần, mình không có chứng đắc được gọi là uh, niệm Phật tâm muội hay là vô lượng thọ tâm muội. Nhưng mà khi phiền não hoặc là mình có những cái chuyện bất an của mình cũng như đại chúng thì mình đặt toàn tâm vào câu Phật hiệu và toàn tâm vào cái cái sức gia trì của Phật mà nó vượt qua được thì đó là một cái công phu của mình đã có một phần nào khả dĩ tương đối là thành tựu một phần nào thôi riêng bản thân mình có sự thành tựu rất là dễ nhưng mà mình mình lấy cái sự thành tựu đó để mà bảo bọc đại chúng và mình lấy cái thành tựu của mình mình trang rãi cho đại chúng mà đạo chúng thu hút về Đây là chuyện khó Cho nên Ấn Tổ nói rằng đạo tràng nên không đông quá 20 người Nên không đông quá 20 người Nếu đông quá 20 người thì đạo tràng này Nếu mà cái phước báu của thầy trụ trì người lãnh đạo không đủ Thì không có sự ứng cúng ứng cúng nghĩa là đàn na tính thí phát tâm cúng dường thì đạo tràng này phải tự tan rã hòa thượng tịnh không nhắc đi nhắc lại về cái đạo tràng không đông quá 20 người mà lý do gì cái đạo tràng của mình lúc trước một hai trăm người mà đến bây giờ lại trên năm trăm người mà họ vẫn sống bình an đó là giác nhàn y theo lão ân sư thượng tịnh hạ không để lại một cái tài sản vô giá mà thường mình nghe đó là pháp bảo. Cõi đời này không có cái gì quý bằng pháp bảo, vì pháp là mẹ đẻ ra chư Phật. Chư Phật sanh từ nơi chánh pháp. Trong thời mạt pháp này chỉ có pháp môn tịnh độ mới được gọi là chánh pháp. Vì sao tất cả các pháp môn khác mà mình không gọi là chánh pháp? bởi vì tất cả các pháp môn khác nó chỉ có khế lý nhưng vào thời đại hôm nay nó không có thế cơ và khế thời cũng như pháp môn thiền thì nó chỉ khế lý là đúng với chân lý của đức phật chỉ dạy nhưng căn cơ thời nay không phải là người tu thiền căn cơ thời nay là nghiệp chứng sâu dày phước báu cạn mỏng định lực họ yếu kém nếu mà nói căn cơ mà tu thiền hợp cơ, hợp thời và hợp lý đó là một ngàn năm tượng Pháp. Và đến bây giờ nó đã đến hết một ngàn năm mạt Pháp rồi còn lại chín ngàn năm. Thì cái Pháp môn tịnh độ nó phù hợp ba căn thượng căn thượng trí, trung căn trung trí và hạ căn hạ trí. Thứ hai là nó hợp thời vì sao hợp thời Vì Đức Phật quyền ký Trong thời mạt Pháp ức ức người tu hành Chỉ có nương nơi Pháp môn tịnh độ Mà khi nương vào Pháp môn tịnh độ Thì chỉ có bộ kinh vô lượng thọ Nó hợp thời 9.000 năm mạt Pháp còn lại Nói chung là 10.000 năm mạt Pháp Mà bây giờ đã hết 1.000 năm rồi Thì 9.000 năm mạt Pháp còn lại đó Hợp thời cơ là căn cơ nào thượng căn trung căn và hạ căn đều phù hợp và hợp thời luôn đó là thời đại hôm nay chín ngàn năm mạt pháp mười ngàn năm mà đã qua một ngàn năm rồi đức phật nói thời đại này là thời đại mười ngàn năm mạt pháp đó là thời của tịnh độ ai tu tịnh độ thì sẽ được thành tựu và hợp lý. Hợp lý là gì? Đó là hợp với cái chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra. Có rất nhiều người nói rằng pháp môn Tịnh độ nói riêng cũng như tất cả các hệ thống kinh đại thừa, Hoa Nghiêm tối sơ Tam Thất Nhật A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên Trước nói Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm 12 năm phương đẳng 8 năm, 22 năm nói kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm. Đó là toàn bộ cái hệ thống của kinh tạng của Đại thừa Bắc Triền Khi các thầy mà qua bên Ấn Độ để học tiến sĩ, thạc sĩ thì không có học qua cái cái nguồn giáo lý của Bắc Triền này họ toàn bộ là học qua bên cái nguồn giáo lý của nam triền gọi là giáo lý của nguyên thủy à, kinh a hàm ni Cả gia tăng chi bộ kinh tăng nhất a hàm vân vân. thì như vậy khi họ học cái luồng giáo lý đó họ không có thừa nhận là có cái à, luồng giáo lý của bắc triền mà họ không có thể phủ nhận được tất cả các vị tổ như là tổ à, ca diếp Mãi truyền thừa đến cho Ngài Tổ An nan Rồi mãi xuống đến Bồ Đề Đạt Ma Tuy rằng các thầy đó là bắt truyền Là tu theo bắt tông Nhưng mà trong chùa vẫn thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma Tuy rằng phủ nhận cái hệ thống giáo lý của Đại Thừa Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Lăng Nghiêm Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Ê e Di Đà, Kinh Địa Tạng Là không có phi Phật thiết thì à, nếu mà những người nào mà nói không đúng với chân lý gọi là không có khế lý thì người này là là dân của ma là quân của ma hay gọi là tà sư thời buổi hôm nay tà sư họ thiết pháp như các sông hằng nhiều lắm thành ra quý vị không khéo quý vị sẽ bị dính vào trong cái lưới này rất là khó gỡ Mãi đến hôm nay giác nhàn không dám hó hé đi tìm một vị nào khác Tổ nào khác chỉ có một tổ ấn tổ Dĩ nhiên trong uh, 13 vị tổ từ tổ hệ viễn đều là tịnh độ tông hết Nhưng mà giác nhàn vẫn muốn đi sâu vào một cái lời dạy của ấn tổ Và chỉ có một vị mà hiện tại đang còn hoàng pháp trụ thế Đó là Lão An Sư Thượng Tịnh Hạ Không Hai vị này thôi một vị đã chứng chuyển là đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và một vị làm biểu pháp trong thời đương đại, đó là Lão Ân Sư Đạo Cao Đức Trọng Thượng Nhân Thượng Tịnh Hạ Không. Khi Giác Nhàn nghe lời của Ngài Khai Thị là chỉ cần một bộ kinh vô lượng thọ đủ rồi. Trong ngũ kinh tịnh độ chỉ cần lấy ra một kinh vô lượng thọ bạn hành trì làm sao cho tính giải hành chứng. Làm sao cho gọi rằng là đạt được cái cái cảnh giới ở trong kinh mà mình đã tụng lâu ngày. Hòa thượng nói mình muốn hiểu được cái cuốn chú giải, thông suốt được cái cuốn chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ lấy 196 loại luận kinh để chú giải thì bạn phải tụng bộ kinh vô lượng thọ này 10 năm không cần phải học hiểu cái giáo lý nào hết trơn. Không biết sao khi Hòa Thượng nói ra điều gì thì giác nhàng tin liền, giác nhàng không phải là dễ tin. Nhưng mà khi nghe Hòa Thượng tịnh không nói tụng một bộ kinh vô lượng thọ này 10 năm, niệm một câu Phật hiệu này 10 năm. Thật ra 10 năm đối với căn cơ chúng ta, chứ thật ra Ngài nói 3 năm là có hiệu quả rồi, 10 năm là có sự thành tựu như vậy hôm nay giác nhàn lấy cái bộ kinh vô lượng thọ này là một cái pháp bảo nếu mà đem cái pháp bảo này khi mình tu nó có được cái công đức nghĩa là mình tụng kinh có công đức mình niệm phật có công đức mình giảng kinh có công đức mình hướng dẫn những người phật tử tu có công đức rồi mình lấy cái công đức này mình đổi thành cái phước báo hữu lậu là đi làm từ thiện đi xây chùa Chứ mình không có lấy từ cái công đức này Để tiếp tục mình nhân thêm cái công đức nữa Đó là mình à, in kinh ra In tượng Phật ra Mười công đức ấn tống kinh tượng Phật Mười công đức phóng sanh Nói đến phóng sanh à, Sáng hôm nay điện qua Hồng Kông á, Có mấy Phật tử hỏi đợt này phóng sanh Bao nhiêu tiền Ngày Giác Nhàng nói 100 triệu là 5.000 đô Họ mừng dữ lắm Đợt này sẽ phóng sanh ở Hồng Kông những người đi Hồng Kông qua gặp Giác Nhàn và tổ chức Pháp hội mùng 5, mùng 6, tháng 11, Tây Lịch á, có tổ chức phóng sanh bên đó. Thì cái bộ kinh vô lượng thọ này hôm nay Giác Nhàn bắt đầu giới thiệu và rất nhiều thời gian để giới thiệu cái bộ kinh này. Trước khi đi vào để mà giảng kinh thì giới thiệu nhiều lắm. Hôm nay chỉ có cái thời gian Giác nhà ngồi bất cứ ở đâu cũng có thể giảng được. Và hôm nay bắt đầu giảng bộ kinh vô lượng thọ. Dĩ nhiên thỉnh thoảng có điểm xuyến một vài cái lời của Ấn Tổ và nói về phương pháp trợ niệm. Tuy nhiên chủ đạo chính vẫn nói đến bộ kinh này. Dán ngàn muốn cuộc đời còn lại. bất cứ mở cái pháp hội nào trên thế giới đều giới thiệu cái bộ kinh này và nói đến kinh vô lượng thọ là chính còn những cái chuyện khác là phụ coi như cuộc đời bắt đầu từ giây phút ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2016 bắt đầu phát Bồ Đề Tâm khởi niệm tất cả những cái pháp hội còn năm cái pháp hội tức là 23 tháng 10 Tây Lịch ở dưới miền Nam pháp hội ở bên Hàn Quốc ở bên Hồng Kông rồi pháp hội ở Thanksgiving, San Jose và Ví Di Đà cũng như là sang năm 14, 15 cái pháp hội cũng như những đợt sau là đều giới thiệu đến cái bộ kinh vô lượng thọ này và nói đến cái um, cái cảnh giới và cái nguyện lực cũng như cái công đức phật chỉ dạy cho mình ở trong bộ kinh này à, cho nên à, khi giác nhàn à, vâng lời lão ân sư thượng nhân thượng tịnh hạ không à, tụng một bộ kinh vô lượng thọ thì cái bước đầu của cái bộ kinh này là lấy cái cuốn mà của cư sĩ tâm tịnh mà bữa nay à, thầy đó là à, đi xuất gia rồi đó là cái lối dịch À, từng bốn chữ nó ra thành à, thơ à, gọi rằng là kinh dịch thành thơ chứ không phải văn trường hàng văn trường hàng tức là văn nó à, à, không phải bốn chữ phải bốn chữ phải mà nó liên tục thành có câu cú đàng hoàng à, thì à, khi lấy cuốn đó tụng thì cũng cảm được nhưng mà à, nghe cái cuốn của hòa thượng đức niệm mà cái đặc biệt hòa thượng đức niệm ở bên mỹ đó thì ngài tịch ngài vãng sanh để là xá lợi cho nên cái cái sự chứng minh và dịch thuật giữa hòa thượng đức niệm với lại cư sĩ minh chánh đó, khi giác nhang đọc vô giác nhang cảm liền khi mà đọc vào thì cảm được cái bộ kinh này ở cái điểm đó là cái lối văn dịch quá hay và và cái văn cú đó nó có sức ảnh hưởng đến mình vì khi hòa thượng đức niệm mà ngài giảng sanh ngài có chứng chuyển trong đó thì có cái sức gia trì của ngài trong đó vì khi ngài chứng minh cho cư sĩ minh chánh và ngài cùng để mà ra một cái dịch phẩm một cái tác phẩm mà phiên dịch ra như vậy đó thì đó là một cái công phu và một cái nhân duyên nhiều đời chứ không phải dễ gì mà ai cũng dịch được đâu biết bao nhiêu nhà à gọi rằng dịch thuật học biết bao nhiêu trường nhưng mà được mấy ai dịch kinh vô lượng thọ này. Thì cái bộ này được ngài Hạ Liên cư hội tập và hòa thượng Đức Niệm dịch ra khi Giác nhàn đọc vô đến gian Cảm liền. Và khi cảm đến cái bộ kinh này thì à, bắt đầu soạn lại. Thì hòa thượng à, lấy theo cái nghi thức thông thường đó là đưa vô ba cái phần đảnh lễ, à, đảnh lễ đầu tiên là nhất tâm đảnh lễ nam mô tặng hư không biến pháp giới đó, rồi nhất tâm đảnh lễ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, rồi nam mô a di đà phật, tức là ba cái phần đảnh lễ thông thường như mỗi cái nghi thức đó. và khi vào thì có chú đại bi, à, vào có khai kinh, thì giác nhàn à, lấy cái cuốn kinh vô lượng thọ này không để tên của thích giác nhàn sưu tập đúng ra là giác nhàn sưu tập cái bộ kinh vô lượng thọ vì khi mình để tên thích giác nhàn sưu tập thì có một số người không thích thích không thích thầy thích giác nhàn với hai nữa rằng là mình cái đức không bằng hòa thượng đức niệm hôm nay giác nhàn nói những cái chi tiết và cái nhân duyên của giác nhàn đến với bộ kinh vô lượng thọ để cho các thầy các chú thấy một cái gia bảo mà khi giác nhàn đi sang hải ngoại hoàng pháp để lại cho đại chúng rất là kỳ công để các vị có một cái tính tâm với bộ kinh này và hàng ngày mình tụng mình khởi niệm lên do thầy thích giác nhàn đã sưu tập, gom góp cái bộ kinh này thành một cuốn gia bảo quý giá là một cái pháp bảo mình trân quý. thì à, khi mà cái cuốn kinh vô lượng thọ này giác nhàn nghĩ đến và nghe mọi người giới thiệu thì có một vị Phật tử từ bên Mỹ mang về. Từ trước giờ giác nhàn chưa kể chuyện này đó. Thì khi ở bên Mỹ mang về đó thì giác nhàn cầm cuốn kinh này đọc xong hết một lèo một lần một. Tự nhiên trong lòng cảm xúc long tóc dựng đứng nước mắt rơi lệ, xúc động chịu không nổi. Và ngay lúc đó phát nguyện in 10.000 cuốn kinh này. Và khi mang về như vậy Bắt đầu phát tâm để in 10.000 cuốn kinh này Nhưng mà chưa mãn nguyện Cái nội dung thì quá tuyệt rồi Nhưng mà cái phần đầu của kinh Và cuối của kinh chưa mãn nguyện lắm Thì ngồi ra tự nhiên Trong đầu giống như là Chư Phật gia trì rõ ràng Nghĩ đến của bộ kinh Pháp Hoa Khi nghĩ đến hội kinh Pháp Hoa Của Hòa Thượng Trí Tịnh Dịch đó, thì ngồi lấy bộ kinh Pháp Hoa, lúc đó cũng có tụng kinh Pháp Hoa từ năm 2000 đến 2007 là tại Tịnh Thất tụng kinh Pháp Hoa nhân sáng nào cũng lại ngủ bách danh nhưng mà năm chục lạy thôi, cầu nguyện cho con mở được cái à, à, đạo tràng niệm Phật cho không nghĩ đến cái pháp hội đâu Ngày nào cũng cầu nguyện vậy hết mà mình nghĩ không biết khi nào đâu. Mà chính do cái tâm cầu nguyện như vậy Đức Quan Âm Bồ Tát âm thầm gia trì mà tụng kinh pháp hoa suốt như vậy trong vòng 7 năm và phát nguyện suốt đời hành giả của pháp hoa và không khi nào bỏ kinh pháp hoa. Khi nghe đến một cái câu hòa thượng giảng lúc đó mình giật mình. Và mình nghĩ rằng bỏ kinh pháp hoa để sang kinh vô lượng thọ là đúng. Vì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh pháp hoa thì 500 a la hán phải thói lui. Vì sao thói lui vậy? bởi vì à, cái cảnh giới của kinh pháp hoa là cảnh giới của hàng bồ tát nhưng các vị a la hán chưa bước lên cái lớp hàng bồ tát khi nghe một cái là chịu không nổi thối tâm không thể nào nói rằng mình là sẽ thành phật được khi đức phật giờ dắt dẫn một số các vị a la hán là nói mình chấn đắc la hán là không thể chưa thể thành phật được và các vị A-la-hán không nghĩ rằng mình sẽ làm Phật được. Đến cảnh giới đó là nhập vô dư nước bàn ngay. Không bước lên hàng Bồ-Tát để nâng cao cảnh giới để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Vì vậy cái bản cảnh giới của Kinh Pháp Hoa nó rất là cao siêu. Nó chỉ hợp với cái, cái khế lý thôi. Mà nói về cái khế cơ với thời đại hôm nay rất là khó. Cũng có nhưng mà không phải dễ quý vị thấy cái vị tỳ kheo ni vô tận tạng khi mà gặp lục tổ huệ năng đó thì tụng kinh pháp hoa nhưng mà không có thể thấu đạt được kinh pháp hoa mà ngài lục tổ huệ năng thì không biết chữ nói uh, tỳ kheo ni uh, đọc cho ngài nghe vài câu hình như là đến một hai phẩm là ngài nghe xong là hết cái phẩm thứ hai đó là ngài kêu thôi ngưng không còn đọc nữa và ngài nói đến cái uh, cái áo nghĩa của kinh uh, pháp hoa thì uh, sư cô này ngộ ra, cho nên tụng kinh bao nhiêu lâu mà cũng không ngộ và cũng như là ngài pháp đạt đi đến uh, gặp uh, lục tổ hệ năng, ngài pháp đạt tụng 10.000 bộ kinh pháp hoa mà 10.000 bộ kinh pháp hoa là tụng lâu lắm, bởi vì mình tụng uh, một uh, một bộ kinh pháp hoa phải tụng thời gian rất là dài. Khi tụng 10 000 rồi thì không chuyển được cái ngã mạng Mà cái ngã mạng của Ngài quá lớn khi đến gặp Ngài Lục Tổ Hệ Năng Thì lạy Ngài đầu không sát đất Lục Tổ Hệ Năng nói Ông có cái chướng gì trong tâm ông Mà ông cống cao ngã mạng Lạy đầu không sát đất Thì lúc đó Ngài Pháp Đạt mới nói là Con tụng 10.000 bộ kinh rồi Cho nên thành ra kinh nó nằm lòng rồi thì khi nói như vậy thì lục tổ hạ năng nói ông Pháp đạt mà ông chưa đạt Pháp. Ông tụng kinh mục đích để nó bẻ gãy cái ngọn cờ ngã mạng đi mà sao ông càng tụng mà cái ngã mạng ông càng lớn. Ông chưa đạt Pháp, ông chưa thấu đạt được Pháp Hoa. Pháp Hoa mục đích là ông tu để ông đạt đến vô ngã, mà vô ngã là Niết Bàn. Để ông sống lại với cái chân ngã, cái chân ngã nó không có ngông ngông ngên ngên ngã mạng như vậy. Thì khi mà Ngài khai thị thì Ngài Pháp Đạt á, mới bừng tỉnh ra Đối với cái bộ kinh Pháp Hoa mình tụng 10.000 bộ Mà ngay nơi là Pháp Đạt đó là một người có căn lành Đụng đến kinh Pháp Hoa, tụng đến kinh Pháp Hoa là cảm được liền Thế mà cũng không đạt được, khó vô cùng Bởi vì đây là bộ kinh Đại Thừa, nó phù hợp với khế lý nhưng nó không có phế hợp với căn cơ trong thời đại hôm nay tìm cái người mà có căn cơ phù hợp với kinh pháp hoa, pháp hoa là người ta tu thiền đó quý vị. Phù hợp với những cái kinh khác rất là khó. Căn cơ thời nay tìm rất là khó phù hợp với những bộ kinh lớn. Mà riêng kinh vô lượng thọ thì nó phù hợp với ba căn thượng, căn trung, căn và hạ căn. Thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, hạ căn hạ trí. Thì thượng căn thượng trí họ có thể phù hợp với thượng bói vãng sanh Rồi trung căn trung trí họ phù hợp với trung bói vãng sanh Hạ căn hạ trí họ phù hợp với hạ bói vãng sanh Họ không có tiền làm phước Hạ bói là họ không có à, xuất gia Mà họ vẫn có thể gì? Họ vẫn có thể có gia đình Họ vẫn có thể họ tu tập Họ vãng sanh về hạ hạ phẩm vãng sanh có hạ bối. Còn người xuất gia họ lìa tham dục phát bồ đề tâm. Họ tu hành để họ lên thượng phẩm, gọi là họ đạt được cái thượng bối. Thượng bối, trung bối và hạ bối đều có thể vãng sanh. Thượng căn, trung căn và hạ căn đều có thể vãng sanh hết. Đây là bộ kinh mà gọi rằng là nó bao phủ hết ba căn. Tam căn phổ bị, mà phàm thánh tề thâu thì khi giác nhàn cầm được cái bộ kinh vô lượng thọ của một vị phật tử mang từ ở kali ở tại nơi cái chùa của hòa thượng đức niệm mang về cái anh phật tử này bây giờ lại không nhớ ảnh ở tiểu bang nào mà khi ảnh mang về lại thì giác nhàn cầm cuốn kinh này vừa đọc xong là mừng rỡ vì thấy cái văn cú lúc trước cũng có học hán văn trường phật học thì mình biết là cái văn kinh nó phải là văn trường hàng bởi vì, vì trong kinh vô pháp hoa có một đoạn văn trường hàng rồi một đoạn văn trùng tụng trùng tụng tức là cái văn mà họ viết thành thơ bốn câu hoặc sáu câu nó lặp lại cái văn trường hàng mà văn trường hàng là chính nó thành cái lời văn có dấu chấm chữ phết một hàng dài như vậy thì cả một bộ kinh vô lượng thọ lúc trước của à, à, Tâm Tịnh Dịch đó Một số bây giờ cũng có tụng đó Nó trở thành văn trùng tụng Tức là bốn chữ phải bốn chữ phẩy Nhưng mà họ viết thành cái lối văn trường hàng Họ in thành lối văn trường hàng Nhưng mà tụng nó trở thành trùng tụng Nhưng nhìn vô thì thấy trường hàng Trường hàng nghĩa là một câu Nó có dấu chấm chữ phết nó thành câu Còn trùng tụng tức là văn thành thơ đó thì khi mà đọc đến cái văn cú của hòa thượng đức niệm thì giác nhàn cảm được liền không hiểu sao bây giờ ngồi đây lại nói được những cái cảm xúc sâu lắng này và từ trước giờ chưa khi nào nói chưa khi nào nghĩ và hồi nãy trước khi đây à, trước đây à, 23 phút à, bây giờ bên này là 9 giờ 23 bên đó là 8 giờ 23 ngồi vào đây cũng không nghĩ nói điều này mà bây giờ nói điều này cái cảm xúc lớn vô cùng. Và bây giờ không hiểu sao cái chủng tử sâu kín nhất trong tâm nói ra được cái điều này. Và khi nói cái điều này là nó nhập vào trong cái tâm trạng và nó hồi tưởng đi vào trong cái cảnh giới đến năm 2006 bắt đầu 2007 là bắt đầu lập pháp hội từ 2006 đã làm cuốn kinh này khi có cuốn kinh này rồi bắt đầu mới tiếp theo đó nó cùng với cái tần số đồng cảm với hòa thượng nghe hòa thượng giảng tiếp 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 bộ kinh vô lượng thọ mà mãi từ năm đó đến năm nay là giới thiệu bộ kinh vô lượng thọ không giới thiệu một bộ kinh nào khác bởi vì mình đã có nhân viên với bộ kinh này rồi quý vị nên nhớ khi quý vị có nhân viên với một bộ kinh nào đó thì quý vị tụng vào thì lòng mình cảm xúc lông tóc dẫn đứng nước mắt rơi lệ hoặc giả mình thích cái bộ kinh đó thì mình có nhân viên với bộ kinh đó cái bộ kinh Pháp Hoa giác nhàn cũng có cảm xúc rất là lớn và phát nguyện trì kinh Pháp Hoa hồi hướng cho mẹ đi tu, đạt kết cảnh giới này, đạt kết quả này. Đem bộ kinh vô lượng, đem bộ kinh Pháp Hoa về lúc bà cụ không biết chữ, đưa cho bà dày thiệt dày bà bỏ trong cái gánh bánh hỏi. Lúc trước bà bán bánh hỏi á, thì không có khách hàng đến mua á, không có người đến ăn thì bà trông chờ rất là mệt mỏi bà bán bánh hỏi với chay nghe không hiểu sao bà khoái nghe người ta nói bánh hỏi chay của bà ngon Cái lúc đó bà bán luôn mấy chục năm cho không bánh hỏi mặn Bánh hỏi mặn tức là cái bột màu đỏ đỏ là tôm á Người ta phải mua tôm thiệt về Bà thì lấy cái xác đậu hũ á Người ta lấy đậu hũ, người ta làm xong rồi còn cái xác á Bà bỏ màu vô, nhớ lúc trước giác nhàng hay bóp Cái đậu hũ đó làm thành thành gọi rằng là cái nhân á thì người ta nói là bánh hỏi phải có tôm Tôm đó là bà cụ không lấy tôm thiệt con, con tôm thiệt mà lấy bằng cái xác đậu bỏ màu vô mình bóp cho nó nhuyễn, màu nó đều ra hết xong rồi mà mỗi lần bóp cái tay mình nó đỏ lè, lúc trước nó cũng không có bịch ni lông để mình bóp rồi mình tháo bịch ni lông đó mình bỏ ra, lúc nào bóp xong cái màu dính vô tay rửa không ra, khó ra lắm. Mà cái màu đó bóp vô chung với cái xác đậu hũ á rồi bắt đầu bỏ vô trong bếp cái xào qua xào lại, xào qua xào lại có những lúc mình ham đi đá banh lúc còn nhỏ chút xíu mà khói đi đá banh nó xào qua xào lại mà chưa có khô nó còn ướt nhèm mà kêu xong nó bỏ chạy đi chạy đi chơi đá banh cái bà cụ bỏ lại bà coi chưa có à, chưa có 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 à, khô đó thôi bà chạy ra ngoài đường bây giờ trong nhà nó bước ra cái đừng um, đường luồng mà ra bà đứng bà kêu theo mày giờ đây chưa có xong rang tôm mà <laughs> nói chạy về bắt đầu rang lại rồi à, có nhiều lúc à, còn nhỏ nó nhiều cái à, kỷ niệm à, nhà nuôi mấy con heo để tết bằng thịt ăn cho nó đỡ tốn tiền à, mua thịt đó mà rồi à, bột rồi bánh rồi rau nấu cho mấy con heo nó ăn á thì khi mà nấu cho mấy con heo nó ăn mình ham đi chơi bên ngoài á mình quậy cái cháo heo cho nó nguội rồi á mà muốn quậy cho nó nguội phải lấy cái nồi đó để vô trong cái nồi nước nữa mình quậy cho nó nguội cái cháo heo quá thì để thêm cái nồi nước cho nó lạnh cho nó nó mau nguội á mà có bữa nôn đi chơi quá quậy á thì cái cháo heo nó chưa có nguội bưng đại bỏ cho con heo nè <laughs> để mình đi chơi á mà con heo nó đói quá rồi nó nó khi nó ăn vô một cái nó phỏng cái miệng nó la um sùm ở trơn chù bà cụ bà ra bà kêu về bà quấn cho một trận nhiều lúc hồi nhỏ nó có những cái, cái cái niềm vui mà mình giờ nhớ lại mắc cười quá chừng nhỏ ham chơi heo nó phỏng cái miệng nó sưng cái miệng nó ăn không được mấy ngày <laughs> à, cho nên uh, mình thấy um, trong lúc còn nhỏ đó mình thấy nó có nhiều cái uh, cuộc sống của mình đó mà <laughs> nếu mà mình uh, đi vô chùa sớm thì nó không có những cái cảnh như vậy à, thành ra lúc nhỏ ở nhà nó cũng lam lũ cũng khổ à, Thành ra thì uh, mỗi lần bà cụ mà đi bán bánh hỏi thì không có người khách đến thì bà rút cái cuốn kinh pháp hoa ra bà coi. Bà coi kinh miết mà đến một cái lúc quý vị biết không? Khởi lên cái lòng từ. Thương mấy cái đứa khùng khùng điên điên á. Thương lắm. Công nhận bà tụng kinh bà chuyển cảnh giới hay thiệt nha lúc trước là không có cái vụ mà xuống à, chợ để mua cơm cho mấy đứa cơm mấy đứa mà khùng khùng điên điên bởi vì nó ăn xong nó hay đập đập dĩa nó bỏ chén thì à, mỗi lần bà xuống bà đi tìm giáo giác nhớ cái mắt cái, cái, cái lời nói của bà cụ là đi tìm giáo giác giáo giác bà đi tìm mà gặp mấy đứa khùng khùng điên điên nó đói á mấy đứa ăn xin á bà lại bà hỏi mà ăn bánh hỏi không nó kêu không bánh hỏi ngán rồi mấy kêu mày khùng sao mày khôn như vậy mày đòi ăn gì kêu ăn cơm <laughs> khùng mà nó khôn vậy thì tới mua cơm tới mua cơm thì mấy cái bà đó bà không bán khi không bán cơm thì, thì bà phải lấy cái dĩa bà mua cho bởi vì cái bà bán cơm Để bà bán có cái dĩa thì à, sợ nó ăn nó đập bà cụ lấy cái dĩa không biết sao giờ nhớ từng chi tiết cái lời bà cậu kể nghe bà lấy cái dĩa tới xong rồi bà làm một dĩa cơm bà ngồi bà cho nó ăn xong bà canh đó nó canh xong ăn hết rồi bà mới lấy cái dĩa bà cất mà lúc trước là không có vụ vậy đâu Mà không biết sao bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa Vô cái tâm bà mở lên Ngộ ha Cái văn kinh đó Nó có chứa đựng cái công đức từ bi hỷ xã Bố thí cúng dường sau đó Bắt đầu nó khai mở cái tâm lượng bà cụ ra Mà lúc trước mà khi Khách không đến là bà buồn dữ lắm Nhưng mà về sau khách không đến mà rút cuốn kinh ra bà coi Khi khách đến thì bà đúc cuốn kinh pháp hoa vô trong cái gánh bánh hỏi mà bà không biết chữ ông cụ chỉ chỉ bà đọc từ 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 cuối cùng bà đọc được cái cuốn kinh pháp hoa đọc từ trên xuống dưới mỗi lần về bà nói kinh pháp hoa hay quá trời nè đọc cho thầy nghe thầy mang cuốn kinh về nè tôi thích quá chừng ông phú trưởng giả dạ, ổng nói cái người con đi ăn sinh hay quá chừng ông già ổng giỏi ổng biết chữ mà không chịu đọc kinh hay về mà không chịu đọc thường mấy người mà dốt không biết chữ khi đọc được khoái lắm. Người ta hay nói câu là cái gì đó, xấu hay làm tốt mà dốt hay đọc chữ. Hồi xưa hồi xưa ông bà mình hay nói đó, cái kẻ xấu đó, hay làm tốt để cho người ta biết khoe khoang, khoang lên. Ồ oh, tôi tốt lắm, tôi tốt. Gọi là xấu hay làm tốt. Nhưng mà dốt có mới biết chữ đó, thì gọi là dốt hay đọc chữ. Coi như là giấu cái dốt mình đi cho nên người ta đọc cho người ta biết mình là giỏi á. Cho nên nó nói là dốt hay đọc chữ. Nhưng mà bà hay đọc chữ Bà về bà cầm tối ngày bà đọc Cho người ta khỏi nói là mình dốt Không biết chữ á Ai vô cũng cầm đọc hết trơn Nhưng lúc trước không biết chữ dốt đâu Ai đâu dám đọc đâu Người ta ra người ta hỏi cái gì cũng ngơ ngơ Bỏ đi sợ người ta nói mình không biết chữ dữ lắm Nhưng bây giờ biết rồi Mà biết có cuốn kinh vô lượng thọ thôi à, Có biết có cuốn kinh pháp hoa thôi Không biết cuốn kinh khác Đọc quen cái mặt chữ đó rồi Đọc cái khác không được nữa À, ông cụ kêu mỗi lần mà bà mà muốn học đó, bà phải đưa cho tôi sáng năm ngàn uống rượu đi ăn 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 cái này cái nọ chiều năm ngàn uống rượu tôi mới chỉ bà học à, thành ra bà chạy bà cụ bà chừng nào bà học bà biết xong rồi bà, bà, bà cụ bà không có đưa nữa bà kêu thôi nay tôi biết đọc rồi nay không có đưa tiền cho ông uống rượu nữa đâu ông phải để dành tiền buổi sáng uống rượu đi bà biết đọc rồi không có đưa tiền nữa thì chính cái bộ kinh pháp hoa là giác nhàn À, độ được bà cụ độ được tức là đem cái bộ kinh này gửi về cho bà cụ vì lúc trước ở trên núi à, niệm danh hiệu quan âm là chuyên tụng pháp hoa và đem cái công đức tụng pháp hoa này hồi hướng cho à, bà cụ và và cái sự mầu nhiệm đó là đem kinh pháp hoa về bà cụ bà đọc được bà mở cái lòng bà ra à, cho nên khi mình tụng kinh mà mình mở được cái lòng mình ra đó là kinh chuyển cái tâm của mình còn mình tụng mà nó chưa mở cái lòng mình ra Thì kinh chưa chuyển tâm mình Mà bà cụ có một cái vi diệu là thường bán bánh hỏi đó Không biết sao bữa nay tự nhiên gián ngàn nhớ bà cụ quá lại nhắc đến bà cụ à, Dẫn chứng từ cái bộ kinh Pháp Hoa mà lúc trước gián ngàn tu á Cuộc đời gián ngàn có hai bộ kinh đi vào Đó là kinh Pháp Hoa Sau đó rồi buông Không có vào Không vào cái cảnh giới Pháp Hoa nổi bởi vì Pháp Hoa nói là chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến Chỉ bày cho mình ngộ được cái à, à, Pháp Thân Huệ Mạng Cái tri kiến Phật của mình Nhưng mà mình không có đủ cái, cái trình độ khả năng để mà mình có thể ngộ nổi Mình nó chỉ có khai mở tâm lượng mà cái bộ kinh Pháp Hoa Có nhiều chùa họ tụng hoài để họ cầu nguyện xây chùa Mà nhiều chùa thành công lắm Tự nhiên đâu không biết người ta mang tiền đến Rồi ù nhau một thời gian gọi là đạo tràng Pháp Hoa mọc lên như nấm luôn để mục đích người ta tụng có công đức xây chùa làm những công việc phật sự nó mau thành tựu lắm nhưng mà đợt này giác nhàng thấy cái pháp cái bộ kinh vô lượng thọ bắt đầu xiển dương từ năm 2007 nó mọc lên như nấm luôn Đảo tràng nào nhà nào cũng tụng kinh vô lượng thọ nhưng không phải để xây chùa mà tụng để mà giảng sanh thì cái công đức của cái người đề xước nó thù thắng bất khả tư nghị và khi bà cụ mà Tụng kinh Pháp Hoa nó có một cái màu nhiệm. Cái lúc trước mà không có ai đến mua bánh, bà ngồi bà buồn rầu, sầu não lắm. Mà không biết sao mà về sau bà tụng kinh Pháp Hoa, người ta tới mua cũng được, không mua bà coi kinh. Mà càng coi kinh người ta tới mua càng nhiều. Mà mua nhiều thì bà không có thời gian để mà đọc về nhà tối là phải ngủ sớm để 12 giờ khuya dậy làm bánh. Cuộc đời bà cụ rất là cực. Năm 6 giờ chiều dậy về là rửa chén nôn 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 7 giờ là lo đi ngủ đến 1 giờ dậy làm bánh. Và và bà tụng cái tâm bà chuyển cảnh giới đến cái mức độ đó là những người đến mua bánh lúc trước không có mua bán hàng đắt thì bà ngồi bà trông chờ rất là phiền não. Nhưng không biết sao tụng kinh nó có cái công đức người ta tới mua ào ào, không có thời gian bà coi kinh bà kêu thôi, bớt đến đi để tôi coi kinh mà nói trong bụng vậy đó <laughs> và bán bánh hỏi là cực lắm ngồi ngoài dĩ hè chứ không có cái sạp á cho nên mấy cái người mà người ta vệ sinh môi trường người ta tới người ta thấy á, là người ta dí dữ lắm bà sợ mà bà bà bực bội lắm nhưng về sau cái là bà không có bực bội nữa coi như là từ cái bộ kinh pháp hoa đó mà chuyển cái tâm bà cụ cho đến lúc mà phát tâm đi xuất gia luôn một bộ kinh pháp hoa mà tụng á mà chỉ có niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát vì trong cái lúc ở nhà nó có cái vị hương linh ở trong đó họ cứ phá phách cho nên bà cụ niệm Quan Âm họ họ không còn ở trong đó nữa cho nên chính cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm và bộ kinh Pháp Hoa mà giác nhàn gửi về để giúp cho bà cụ như vậy cái công năng của bộ kinh vô lượng thọ nó có bằng như Pháp Hoa không có công năng giống vậy luôn mình đem kinh vô lượng thọ mình gửi về cho gia đình mình Gia đình mình tụng lâu ngày nó cũng khai mở tâm lượng Mà nó khai mở tâm lượng này để nó bắt nhịp vào cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Bắt nhịp vào cái nguyện lực của Phật A-di-đà Và nó bắt nhịp vào cái công đức Phật hiệu Còn cái bộ Kinh Pháp Hoa thì nó bắt nhịp vào Cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm Đó là cái Phẩm Phổ Môn Và nó bắt nhịp vào cái sự cứu độ của Bồ Tát Quan Âm Để cứu rỗi cho mình trong những lúc mình gặp nguy cơ hoạn nạn. Và khó có thể đọc cái văn kinh và không thể chứ không phải là khó, không thể nào đọc cái văn kinh pháp hoa để mình khởi niệm vãng sanh. Nếu có những người cái công phu họ cao, cảnh giới họ cao, họ tụng kinh pháp hoa, họ nguyện vãng sanh, họ niệm Phật họ nguyện vãng sanh thì khi họ tụng kinh pháp hoa họ nguyện vãng sanh thì vẫn có cái công đức để mà nói về cái lý thì nó vẫn đúng đó là cái công đức kinh pháp hoa hồi hướng để cho phẩm vị mình thăng cao cũng được. Nhưng nói về cái sự thì trong kinh pháp hoa không nói về cảnh giới cực lạc, không nói về 48 lời nguyện Phật A Di Đà. Cho nên nói về sự thì nó khó thành tựu khi căn cơ chúng ta mà đi vào tụng kinh pháp hoa để mình vãng sanh cho nên các tổ cũng như hòa thượng thịnh không không khuyên mình tụng kinh pháp hoa mà khuyên mình tụng kinh vô lượng thọ có rất rất nhiều thầy nói rằng là tụng kinh pháp hoa kinh gì cũng được tụng càng nhiều kinh mới dễ khai mở trí tuệ thứ hai mình tụng những kinh khác đem công đức hồi hướng về cực lạc vẫn được vãng sanh cái đó nói trên lý thì được nhưng trên sự là không có thể nói được sự nhìn vào bộ kinh pháp hoa không có nói về bốn tám lời nguyện không có nói về tam bối vãng sanh không có nói về cảnh giới cực lạc nói về lý thì lấy công đức tụng kinh nó ngang nhau hồi hướng nhưng mà căn cơ chúng ta không thể để mà đi thẳng vào lý để mà đặt sự được đi thẳng vào lý tức là nó ngộ về cái thể tánh thanh tịnh của chính mình rồi mình nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc thì cái trình độ mình chưa đạt đến trình độ này. Có những vị tu thiền họ đạt được gọi rằng là tánh không rồi, họ chứng đắc như ngài Triệt Ngộ Thiền sư, họ đi vào kinh Pháp Hoa họ nguyện vãng sanh cũng được, họ đi vào kinh vô lượng thọ họ nguyện vãng sanh cũng được, đó là họ đạt lý rồi, mà khó tìm những người này lắm. Mà khi họ đạt lý rồi họ cũng quay về sự, đó là họ cũng trở lại tụng bộ kinh vô lượng thọ và giới thiệu cho chúng sanh đi theo cái sự để đi vào lý. Còn họ đi từ lý tánh để thâm nhập vào cảnh giới Đi đi xuyên qua cái cảnh giới Ý ta bà mà đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thì có họ đi được, họ chỉ lấy đến mực mình họ thôi Còn nếu mà họ dắt dắt chúng sanh đi Thì chúng sanh không đủ trình độ mà đi Cho nên họ Thượng Tịnh Không nói cho nên thành ra họ thượng tịnh không mới nói ngài lý bỉnh nam là thầy ngài nói rằng là nếu tụng à, nếu tụng nhiều kinh nếu ông giảng nhiều kinh cho chúng sanh thì thì chúng sanh không thể nào thành tựu được vì ông giảng nhiều kinh chỉ có một mình ông lợi ích thôi là tự độ thôi ông không thể độ tha được ông tự hành thôi ông không thể hóa tha được mà ông tự hành ông không quá tha ông tự độ mà không độ tha thì không thể nào ông đạt đến cái cảnh giới của bồ tát và tự giác giác tha tự độ độ tha và giác hành viên mãn được như vậy hôm nay mình đi từ sự vào lý và thấu sự để đạt lý bằng cách đi tụng tụng một cái bộ kinh vô lượng thọ này ấn tống cái bộ kinh vô lượng thọ này tính giải hành chứng cái bộ kinh vô lượng thọ này từ khi giác ngàn gặp cuốn kinh vô lượng thọ này mà chọn ra cái cuốn mà của hòa thiện đức niệm dịch vừa rồi cũng có một số các thầy nói cái cuốn của thượng tọa tệ đăng dịch chính xác hơn rồi cuốn cái thượng tọa hòa thượng gì đó dịch À, đạt tiêu chuẩn hơn vân vân Vì đi nữa nó cũng không thể nào sai cái ý trong kinh lời văn có chỉnh đốn lại chút đỉnh nhưng mà không sai không đâu cho nên thành ra có một số cơ sở như chùa Hộ Pháp chùa này chùa nọ lúc trước cũng tụng Vô Lượng Thọ của hòa thượng Đức niệm nhưng mà về sau thì chuyển qua cái bộ kinh khác thì đó là do cái vị lãnh đạo đó hướng dẫn thôi chứ còn dân nhàng thấy cái bộ kinh này vẫn ổn định vẫn tốt và vẫn có cái cảm ứng cho nên đại chúng vẫn an bình tu tập cứ giữ cái bộ kinh này không thay đổi và khi giác nhàn lấy à, trong kinh pháp hoa đó là cái phẩm cái phần đầu tiên á đó, đó là thường tịch quan tịnh độ a di đà nhai lai pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư phật đó cái đó là từ trong kinh pháp hoa đó quý vị cho nên thành ra mình phải hiểu rằng là nhất tự vi sư bán tự vi sư một chữ cũng thầy nửa chữ cũng thầy Thầy đã soạn ra cái bộ kinh cho mình tu là mình phải đạt được cảnh giới tính giải hành chứng Và mình phải thành tựu được để mình báo Phật ăn đức Vì vậy giác nhàn vẫn muốn các thầy các chú giữ cái bộ kinh này tụng mãi từ giờ trở đi Mãi mãi về sau quý thầy nào, quý Phật tử nào đến tỉnh Thất quan Âm Và giác nhàn có vãng sanh ra đi không còn Cũng giữ bộ kinh này không thay đổi tụng hoài một bộ kinh này tịnh thất quan âm thành tựu lúc trước có chú hiền thì chú thay đổi vẫn tụng bộ kinh vô lượng thọ mà thay đổi cái thời gian không có quy định giống như giác nhàn nói như vậy hôm nay cái quy định như giác nhàn nói là sáng 15 phẩm rồi 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 à, 4 giờ tụng 15 phẩm rồi 9 giờ công khô thời 15 phẩm rồi sau khi đó là hai giờ mấy tụng 15 phẩm rồi tối Tùng 48 lời nguyện lúc trước ông thay đổi lại cái ý định của thầy mấy cái người mà người ta không có y giáo Phụng hành thay đổi lại cái thời khóa công phu tu tập mà vị trụ trì người ta đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi thì Long thần hộ Pháp không có thể chấp nhận những con người mà gọi là là họ, họ gọi là không tôn kính sư trưởng bên ngoài với cái vẻ tôn kính bên trong là bất tuân không có được vì vậy cái bộ kinh này á, Giác Nhàn á, là nghiên cứu rất là kỹ càng Lấy cái phần đầu của Kinh Pháp Hoa Nhân loại ra cái trì chú đi Trong Kinh Pháp Hoa phần đầu Và Thượng Trí Tịnh có đưa vô cái phần trì chú Tịnh khẩu nghiệp cho ngôn vân vân Nhưng mà trong Kinh Pháp Hoa lại không Hòa Thượng không đưa chú Đại Bi vô Nhưng mà có rất nhiều người nói Kinh Vô Lượng Thọ Thầy Nhàn bỏ chú Đại Bi Bất cứ kinh nào cũng cần phải có chú Đại Bi theo cái nghi thức gọi là nghi quỷ của các vị tổ sư này lập ra nhưng mà kinh pháp hoa hòa thượng trí tịnh không đưa chú đại bi vô quý vị coi thử coi cũng tụng được đâu có sao đó hồi trước đạo tràng pháp hoa một linh như nấm nhưng mà không biết vì sao mà cứ chăm vào thầy gián nhàn và chăm vào bộ kinh vô lượng thọ của ngài hạ liên cư hội tập không đáng tin cậy rồi chăm chỉ chích vào Hòa Thượng Tịnh Không là người Trung Quốc không nên tin Nếu mà nói Hòa Thượng Tịnh Không Trung Quốc không nên tin gọi là ngoại lai Thì Đức Phật Tích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ cũng ngoại lai mình theo ngàn chi Có một vị thầy nói bữa nay đi theo mấy ông thầy ngoại lai Lạc Ma Tây Tạng Theo ông Hòa Thượng Tịnh Không Theo Trung Quốc ngoại lai Có những vị thầy mà gọi là mở chùa lớn nghe Phật thất đồ lớn thế mà cũng gì chăm chích hòa thượng nói ngoại lai như vậy mình mình theo à, Phật tích ca mâu ni có phải ngoại lai không nếu mà kêu rằng Trung Quốc ngoại lai thì Ấn Độ cũng ngoại lai ngoại lai tức là ngoài nước Việt Nam rồi lai theo người khác gọi là ngoại lai còn nếu mà kêu là đúng theo Phật giáo của Việt Nam mình á thì làm gì có Phật giáo của Việt Nam mình chỉ có hệ phái đó, hệ phái khắc sĩ. Nhưng mà hệ phái khắc sĩ này cũng tu theo cái giáo lý của Bắc Tông chứ. Chứ đâu có thể nào tự tại nước Việt Nam có một vị tổ, vị Phật nào mà đứng lên là sáng lập ra một cái giáo lý như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu. Thì nước mình cũng như nước Trung Quốc đều là đi theo một cái nguồn giáo lý. Cái nguồn giáo lý là chính cho chấp trước vào chi mà nhân vật. Nà. Như vậy hôm nay cái bộ kinh vô lượng thọ đã hoàn thiện và không có chú Đại Bi cũng không sao mà có rất nhiều người sợ tụng kinh mà không có chú đại bi là không linh thiêng nó <laughs> nói là không có học được cái giáo lý mà chính những cái vị mà có được một cái một cái thâm nhập kinh tạng để giảng kinh á thì chúng ta hiểu nó lệch lạc hết và rất rất nhiều quý thầy nói là tụng kinh phải có chú đại bi đến các hòa thượng cũng vậy không có chú đại bi là không có cảm ứng đâu và 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 tụng như vậy là nó không có đủ kinh mà không có đủ kinh thì Phật không có giá trị. Một câu Phật hiệu đủ hết rồi trong đó. Đừng có nói thiếu chú Đại Bi là không đủ kinh. Giáo nhàng quyết định và không để chú Đại Bi vào đó. Không phải mình chê, bai chỉ chích, không không có 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 à, bằng lòng về cái vấn đề à, mật tông cái đó là cổ Phật nói ra mình đi giáo phụng hành nhưng mà pháp môn nào nó theo một pháp môn chuyên nhất không xen tạp quý vị biết gì chú Đại Bi là mật tông thì đã là theo mật tông rồi phải theo cho đúng mức của mật tông đó là là phải đi thọ giáo và phải đi truyền tâm ấn rồi phải tìm các vị lạc ma như lúc trước dán nhàn ra ở ngoài Hà Nội gặp hòa thượng Nguyên Thành phải có các vị lạc ma sang có thể mà gọi rằng là truyền à, à, cho mình cái bài chú đó rồi thiết lập đàn tràng chày kim cang vân vân mọi thứ mình mới có thể tu mật tông được rất là khó như vậy hôm nay mình chuyên nhất pháp môn tịnh độ đúng theo ngài đại thế chí nói đôi nhiếp lục căn tình niệm tương kế bất giả phương tiện không còn phương tiện trì chú không cần phương tiện À, tu thiền không cần thiền tịnh song tu không cần mật tịnh song tu chỉ cần một pháp môn tịnh độ gọi là bất giả phương tiện thì tự đắc tam khai à, vừa rồi ở bên Atlanta có một số phật tử người ta vừa trì chú vừa niệm phật rồi họ cứ đảo qua đảo lại cuối cùng họ vô họ vừa nghe thầy khai thị xong cô ra cô đứng cô chắp tay cô kêu con đứng nã ba đường không biết chị chú hay niệm phật có nhiều người nói trì chú linh thiêng lắm có nhiều người nói niệm phật linh thiêng lắm màu nhiệm lắm chuyển nghiệp lắm con làm hai cái chị chú niệm phật có nhiều lúc con chị chú không con rao đảo, đảo nó không có chuyên nhất một pháp môn hôm nay con nghe thầy nói rằng là Dầu cho tiêu nghiệp hay như thế nào nữa Cuối đời niệm một câu ai dây đào Phật Đến mười niệm vãng sanh Thôi con thích vãng sanh Thôi con hứa với Thầy từ giờ trở đi Con chỉ trì niệm một câu Phật hiệu Thầy nói nó đủ hết trơn à Còn không thì mình thêm 48 lời nguyện buổi sáng buổi tối Còn không nữa thì sáng 48 lời nguyện Từ chiều từ 32 đến 37 Còn không nữa sáng nữa cuốn chiều nữa cuốn Còn không nữa mình có thời gian Thì một ngày một sáng một cuốn chiều một cuốn đủ tiêu chuẩn như hòa thượng là sáng à, à, một cuốn trường cuốn chiều một cuốn gọi là một ngày ba cuốn kinh tụng mười tụng ba năm là một ngàn cuốn như vậy hoặc giả là tụng mười năm thì mình sẽ thấu đạt của cuốn chú giải của ngài hoàng niệm tổ hòa thượng tình không nói như thế hôm nay đại chúng có người tụng năm năm ba năm với ngàn mới cái gì mới có thời gian gọi là chín năm nhưng chưa phải là dành toàn bộ thời gian vô tụng kinh Giác nhàng sẽ sắp xếp cái thời gian bên này Tương lai về sau sẽ có cái thời gian hành trì nhiều hơn Ở nhà chỉ có giảng kinh Và công phu Bớt phải đi những cái pháp hội Xa xôi các nơi Vì vậy cho nên thành ra Hôm nay muốn nói đến cái bộ kinh Vô lượng thọ là một cái nhân duyên thù thắng với giác nhàng Cho nên Đức Bồ Tát quan Âm Gia hộ xây chuyển Mà ngày nào cũng lại năm chục lại Giống như ở tại tỉnh Thất Giờ tỉnh Thất đi theo cái hướng của giác nhàng Lại 50 lạy của Bồ Tát Quan Âm mỗi buổi sáng. Lúc trước Giác Nhàn đã hành trì suốt từ năm 2000 đến 2007. Và khi lạy 50 lạy như vậy cho nên Bồ Tát Quan Âm dẫn dắt đưa đẩy Giác Nhàn gặp được Lão An Sư Thượng Tịnh Hạ không. Và tin liền vào câu kinh vô lượng thọ, bộ kinh vô lượng thọ và câu Phật hiệu. Gặp được cái cuốn của Hòa Thượng Đức Niệm về một cái là ân ý. Và cái khúc phía sau đó đó là đưa lên 10 cái À, gọi rằng là lạy 10, 10, 10 cái phần lạy đó là kính lạy Phật Di Đà con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh mỗi cái lạy nó có những cái cảm xúc và những cái ý nghĩa và những cái nhân duyên để viết từng lạy từng lạy để để vào sâu lưng cái cuốn kinh và nhất là cái lạy là cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh thì từ nhỏ giờ là nó không có đau bệnh gì cả cái lúc mà đi xuất gia đến đến bắt đầu đi xuất gia thì không có đau bệnh gì cả hầu như ít lắm và và cái đau bệnh mà để mà ấn tượng nhất á, gọi là ấn tượng nhất luôn đó là bị dời ăn xung quanh hết cái mặt mà dời mà nó ăn xuống dưới nách mà nó ăn lòn ra sau lưng nó ăn bức hết mấy cái thần kinh da là coi như là con người này coi như là da dễ là hư hết và lần lần chết nó ăn luồn vô mà ăn vô trong mũi trong đồ khủng khiếp lắm thì lúc trước giờ không có khi nào mà bị bệnh như vậy đâu Sau đó rồi cái là Có một cô Phật tử Cô nói nếu mà dời ăn Chỉ có một điều đó là lấy Lọ nghệ Mà lọ mà người ta chiên chảo dầu Quẹt với loại voi ăn trầu Hai cái đó ngào lại với nhau Thì cái voi ăn trầu Nó cay dữ lắm Nó sót dữ lắm mà Quẹt với lọ nghệ cô lên cô chữa cái bệnh dời ăn cho thầy lúc đó chỉ có cái thất mà sâu ba cái bốn cái tượng với đào quan âm thế chí địa tạng là cái phòng mà chuyên tu của các cụ già bây giờ hồi trước là cái phòng chuyên tu nhập thất có cái thất ở trong đó và ra ngồi cái phòng khách thì có bà cụ này cũng lớn tuổi là sáu mấy tuổi rồi cô chữa bệnh dời ăn là bà lấy lọ nghệ bà quẹt vô trong cái chén với lại vôi ăn trầu của bà nó bà bôi vô cái mặt thì lúc đó thì nó bị lỡ Nó ăn vô mũi, vô miệng Cái mặt, cái đầu rồi nó lỡ hết Và con dời nó ăn Nó cứ bọc 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 nước đó. Nước nó bọc ra, nó xì ra Bắt đầu nó lan, 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 lan Mà nó nhức kinh khủng, không thể tưởng tượng Vậy mà bà lấy lọ nghệ với uh, do ăn trầu Bà ngào lại với nhau bà chét đầy mặt đầy mũi Cả cái đầu bà chét hết cả cái đầu luôn Bà kêu chuẩn bị hết rồi đó Thì khi nó chét vô nó sót quá đi mà khi nó sót mà cái mặt như ông kẹ vậy đó còn hai cái, cái răng là nó trắng thôi chứ còn toàn bộ cái đầu lạnh đen thui nó xuống dưới cổ dưới ngực rồi mà chét đây hết trơn không biết uh, coi như là cái gì đó uh, nhân viên tiền kiếp mình uh, có làm bả gì đâu mà bây giờ mà bả, 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 bả chữa bệnh mà bả làm cho tàn sát tàn tạ dữ vậy nè thôi mới lần đầu chét vô thấy êm dữ lắm bởi vì khi nó sót quá đó cho nên là nó không có thấy đâu nữa nó không có thấy uh, À, cái vết dời ăn nó nó rác nữa mà thấy cái cái chất đó đó nó chét vô mặt nó rác hơn cái dời ăn nữa <laughs> dời ăn nó đã đau rồi mà bà chét cái đó vô nó còn rác hơn nữa cái vôi nó cay nó rác quá chừng rồi cái nó khô nó dính lại với nhau hết mình kêu chà cái thuốc này hay quá ta cái thuốc này mà nó, nó bả chữa mà giờ nó hết rác rồi đỡ quá Bây giờ nó giảm là do nó rác quá đi cho nên mình không thấy cái giờ ăn thôi nhưng mà nó qua cái rác đó rồi cái ổ sao hay vậy mà nó dính về 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 giống như con cháy dính đầy mặt đầy mũi hết trơn cái nửa đêm bắt đầu nó nhức lại trò nó nhức còn hơn cái, cái, cái lúc ban đầu nữa chịu không nổi cuối cùng phải ra xả nước lên trên cái đầu gỡ từng miếng từng miếng ở trên đó <laughs> thôi đi xuống sài gòn gặp mấy cô đó cái là cô bác sĩ á cô nói trời chữa vậy là chết rồi cô mới hút mũ ở trong mũi ra cái cho uống thuốc gì đó gọi là nó tên đúng cái nghĩa cái đúng cái tên của y khoa gọi là yona thần kinh yona yona thần kinh gọi là giờ ăn đó ông bà mình nói giờ ăn á thì cái bệnh này nó chỉ có mình nhai à, cái à, cái loại đậu xanh đó, còn vỏ đó mình nhai cho nhuyễn lấy nước miếng của mình sáng ngủ chưa thức dậy chưa nói gì đã nhai mình đắp nó lên thì tự nhiên nó mát nó hút ra hết đó, thì mới làm cái đó được Hoặc là voi ăn trầu á, mình, Người ta ăn rồi còn nước bã trầu á, Người ta nhả ra mấy bà ăn trầu á. Nghe người ta nói vậy thôi Chứ nghe đến vôi ăn trầu là rùng mình sợ rồi Sợ cái bà đó chữa cái kiểu đó rồi à, Thì Cái vấn đề mà để Cảm được cái Pháp môn tịnh độ đó Thì cái bộ kinh vô lượng thọ này Mà đến Cái 12 nguyện chứ không phải 10 nguyện đó đó là lúc mà nó đau không thể tưởng tượng được và không niệm Phật nổi luôn. Lúc đó công phu còn kém. Thứ hai nữa đó là nó đau quá chịu không nổi. Nó đau không thể tưởng tượng được luôn. Thì mới xuất sanh ra cái câu là kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc năm chung. Thân thể không đau bệnh thì mới niệm Phật được. Chứ mà thân thể đau bệnh mà công phu yếu, yếu ớt nữa là coi như rớt. Rất đài chịu không nổi. Rồi kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Có nhiều lúc cái tâm mình nó vọng tưởng, nó mê, mình đâu có vãng sanh được. Từng câu 12 lời nguyện đó là từ cái 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 khởi xướng là kính lạy Phật Di Đà. Và kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ ngoài cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sanh. Thì khi mà tự động tự động nghĩ đến cái câu này thôi thì thì về sau lật kinh vô lượng thọ ra có cái nguyện là liên hoa con hóa sanh trong đó trong kinh có nói về liên hoa con hóa sanh mà chưa có 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 tụng nhiều mình cũng không nhớ cái câu này cho nên mỗi cái câu mà mỗi buổi tối quý thầy quý chú mà tụng đó đó là toàn tâm của Thầy nghĩ đến 12 lời nguyện này. Và 12 lời nguyện này từ trong cái nghiệp báo, từ nơi cái tâm thức của mình cảm được. Và bây giờ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này in với số lượng rất rất là nhiều và ai nghe cũng tụng kinh Vô Lượng Thọ. Vì không có lưu hành nội bộ tỉnh Thất quan Âm, vì không có tên Thầy Thích Giáng Nhàn, cho nên cái sức ảnh hưởng đó nó mạnh hơn. Đây là một cái... À... Một cái khéo léo, một cái khôn ngoan Một cái trí huệ Mà mình làm một cái tác phẩm Cổ kinh vô lượng thọ Không dính dấp về cái ngã của mình Cho nên cái sức ảnh hưởng Truyền bá rất là mạnh Thứ nhất Thứ hai, mình nương cái đức của Hòa Thượng Đức Niệm Ghi trong đó là Dịch giả Hòa Thượng Thích Đức Niệm Chấm hết, không có sưu tập Thầy Thích Giáng Nhàn, đúng ra cái đó là sưu tập Bởi vì Giáng Nhàn thêm Một số những cái nội dung là lấy cái uh, sắc thân Như Lai đẹp ở trong kinh Pháp Hoa, lấy cái nguyện hương dịch ra nghĩa và cuối cùng lấy cái bát nhã để sau lưng là bởi vì cái bát nhã nó ai cũng thuộc, âm Hán nhưng mà ai cũng thuộc coi như là một cuốn kinh hoàn hảo được ra đời. Và đánh máy sửa từng chữ từng câu rất là kỹ lưỡng mà lúc đó năm 2007 thì cái phương tiện đánh máy nó cũng còn thiếu sót một số sai chính tả về sau điều chỉnh riết về sau nó đã ổn được cái cuốn kinh này. Và đầu tiên chỉ phát nguyện in 10.000 cuốn là 300 triệu mà lúc 2007 làm gì có 300 triệu. Lúc đó cũng còn thiếu thốn lắm mà không hiểu sao vừa phát nguyện lên in thì có người Phật tử gom 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 đủ 330 triệu mới đúng. 330 triệu bởi vì, vì có một cô Phật tử nhớ ở Sài Gòn quận 2 có quen với một cái nhà in. Mà cái nhà in này đó là cái cô này là cô công giáo. Khi đi xuống thì gặp cổ, cổ in rất là đẹp mà 33 ngàn một cuốn. Cái thời mà 207, 33 ngàn lớn lắm. Mà vẫn gì? Vẫn in luôn. Bây giờ không tìm được nhà in khác. Vì cái cô này có giới thiệu và cổ cũng có phát tâm nữa. Thì đưa cho cổ hai đợt cộng lại là 330 triệu. 10 ngàn cuốn kinh là nghĩ cuộc đời mình chỉ là in bao nhiêu đó thôi. Chứ không có thể nào mà in được nữa. Mà sau khi in 10.000 cuốn đó xong một cái là phát tán đi khắp các nơi và in 10.000, 10.000 là 100, 100, 100, 100, 10 lần 100, 100 là, 100 là 1, triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, chắc giờ cũng 4, 5 triệu cuốn. Cái đó là mình ước lượng mình in thôi. Nhớ là cái niềm vui lớn nhất nhất của giác nhàng đó là cái ngày thiên tăng mà 25.000 cuốn là 50.000 người tụng ở Đại Tùng Lâm, hai người ngồi tụng một cuốn ngồi trên xe lam ngồi chở gốc cây mưa ướt người ta cũng tụng mà họ tụng tại chùa đại tùng lâm là cúng thiên tăng sau cái lễ ví quan âm là đến 17 tháng 7 tuấn thiên tăng chỉ có một lần đó chứ không có cúng được nhiều vì mình không có, có có, có, có nhân sự để mà tổ chức nhất là mấy chú xuống nấu ngày đêm ở dưới chùa đại tùng lâm để cho phật tử về cúng thiên tăng và khi cúng thiên tăng đó là người ta tụng cái bộ kinh vô lượng thọ mà năm 000 người tụng 2011 đó mà tổ chức lại Ví quan âm á sau Ví quan âm là giác nhàn thông báo một cái là họ đến họ tham dự cái bộ kinh vô lượng thọ nó màu nhiệm mà mấy chục ngàn người cái sức ảnh hưởng của cái nguyện lực gia trì bất khả tư nghì của đức phật a di đà đó là một cái nhân duyên thù thắng vô song cho nên giác nhàn soạn ra cuốn này và bắt đầu in và mất đi cái ngã của mình không phải là thầy thích giác nhàng trong đó Ai cũng thấy là hòa thượng đức niệm cho nên thành ra họ không thấy mình đóng khung trong một cái tình thất Là lưu hành nội bộ hoặc là cổ tình thất quan âm soạn Nếu có cái điều đó xảy ra thì người ta sẽ gì? Người ta sẽ dị nghị dự ứng vì ông này vô danh tiểu tốt đức độ không có mà đòi biên soạn kinh người ta sẽ chướng ngại ngay khi mà cái đức của hòa thượng đức niệm thì nó lại gì thành tựu được cái bộ kinh này. Thì hôm nay giác nhàn chỉ giới thiệu sơ về một phần nhỏ và còn sẽ nhiều nhiều cái kỷ niệm trong bộ kinh vô lượng thọ này sẽ giới thiệu tiếp về cái bộ kinh vô lượng thọ này vào sáng chủ nhật, à, sáng thứ hai bắt đầu đi, ha sáng thứ hai bắt đầu vì ngày mai thì giác nhàn phải họp lại cái đại chúng để đi hồng kông và đại chúng đi hồng kông đợt này đó thì gần 100 người và còn một số các đoàn rải rác rải rác ở nơi khác nữa thì ngày mai đại chúng nghe giảng nghe phát đĩa lại còn giác nhàn chung với một số các chú và ban tổ chức đi hồng kông họp ở bên nhà ăn cho nên mai không giảng và mốt cũng ngưng thì uh, sáng thứ hai bên 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 Mỹ uh, thì là tối thứ hai bắt đầu giác nhàn giảng lại hãy tiếp tục và uh, nói về những cái cảm ứng màu nhiệm bất khả tư nghị cái nhân viên của giác nhàn với bộ kinh vô lượng thọ sẽ rất nhiều thời gian rồi bắt đầu giác nhàn sẽ giảng vào kinh vô lượng thọ hôm nay chắc quý thầy quý chú nghe được những cái kỷ niệm cuộc đời của giác nhàn uh, một chút xíu nhỏ về cái uh, kỷ niệm về cái bộ kinh này cũng mất hết một tiếng đồng hồ cho nên giác thàng dàn giới thiệu về cái bộ kinh này sẽ được sẽ nhiều thời gian hơn cho nên khi nói đến bộ kinh vô lượng thọ thì cái cảm xúc và cái định lực và cái kỷ niệm nhân duyên với bộ kinh này nó rất là thù thắng giác nhàn sẽ nói nhiều hơn nữa cái nhân duyên của giác nhàn với bộ kinh vô lượng thọ và những cái giây phút thời gian còn lại cuộc đời mở pháp hội cũng như từ bắt đầu ngày hôm nay giảng trực tiếp online trên cái hệ thống chuyên Skype trực tiếp này đó là điều nói đến bộ kinh vô lượng thọ à, vì vậy cho nên hôm nay thời gian khi giới thiệu sơ chỉ một phần nhỏ nào đó thôi là đã đúng 10 giờ bên Mỹ và 9 giờ tối bên Việt Nam à, giờ đây xin mời toàn thể đại chúng chúng ta hồi hướng Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Thề từ và chúng sanh đồng sanh về tình độ